Thưa quý khán giả, người dân chính là người thụ hưởng và cảm nhận rõ nhất cuộc sống đổi mới, nâng cao từng ngày đang diễn ra ở những vùng quê nông thôn mới. Từ những vùng quê thuần túy, không lâu trước đây vẫn còn cầu khỉ, đường đất, mưa sình, nắng bụi, nhà cửa tên toàn, thì giờ đường giao thông nông thôn đã bê tông quá, nhà ngói và biệt thự thì nhau mọc lên. Cuộc sống đổi thay theo chiều hướng tươi đẹp hơn, người dân nói chung và đồng bào dân tộc Khmer nói riêng càng thêm gắn bó với quê hương Phum Sóc mình hơn bao giờ hết. Đến thời điểm này, thị xã Gia Rai đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, với 7 trên 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%. Cụ thể, về tiêu chí giao thông, thị xã có 11 tuyến đường trục xã, liên xã với chiều dài 76,8 km, bề rộng mặt đường từ 3,5m đến 6m. Trong đó, đường về trung tâm xã được nhựa hóa, bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thông suốt. Có 44 tuyến đường giao thông trục ấp, liên ấp, đường ngõ xóm được nâng cấp, đầu tư mới khang trang. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất trường học được đầu tư xây dựng, nâng cấp. Đến nay, có 23 trên 28 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và mức độ 2, chiếm tỷ lệ 82,14%. Với việc đồng bộ cơ sở hạ tầng và có những chính sách quan tâm riêng trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nên đời sống của đồng bào Khmer trên địa bàn đã được nâng lên rõ nét. Chúng ta có một cái chủ trương chung rồi, thì ngoài cái đó ra thì chúng ta có áp dụng những cái chính sách khác đối với đồng bào dân tộc của chúng ta. Ở Gia Rai đó là thực hiện tốt được cái việc mà các cái xóm rồi các cái khóm có đồng bào dân tộc thì chúng tôi ưu tiên để chúng ta giải quyết cái làm lộ giao thông, làm hạ tầng giao thông đó là được ưu tiên, đó là đầu tư 100% để tạo một điều kiện thuận lợi cho đồng bào dân tộc, đó là trong cái sinh hoạt của cộng đồng cũng như cái phát triển kinh tế, thì đầu tư cho vốn dây để giải quyết việc làm, rồi là trong cái sản xuất kinh doanh các mô hình thì người đồng bào dân tộc của thị xã Gia Rai cũng rất là ủng hộ chính quyền địa phương để rồi cùng để thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng nhà nước. Hệ thống chính trị các cấp ở thị xã không ngừng được củng cố kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hoạt động của chính quyền, mặt trận và các đoàn thể từng bước đổi mới, năng lực của đội ngũ cán bộ được nâng lên, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ, nhất là thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Những tuyến đường bê tông trải dài theo từng xóm ấp, hai bên đường phủ đầy hoa thơm, hàng rào cây xanh xanh mát. Những ngôi nhà được xây dựng khang trang, bề thế, tạo nên ấn tượng về một vùng quê giàu đẹp. Những thành quả đạt được hôm nay đều là sự nỗ lực không ngừng của chính quyền và nhân dân trong xã. Từ sự khơi dậy sức dân cùng chung tay thực hiện có hiệu quả công cuộc xây dựng nông thôn mới, người dân hưởng ứng tạo thành những phong trào hiến đất làm đường, xây trường học và các công trình công ích khác. Những công trình mang ý đảng lòng dân đã mở ra hướng phát triển mới, nhất là trong điều kiện kinh phí của các địa phương còn khiêm tốn, hạn hẹp. Các cái chính sách hỗ trợ cho người dân đó, đặc biệt là người dân tộc Khmer đó, trên địa bàn xã thì được quan tâm, là đặc biệt là trong chính sách giải quyết tạo cái nguồn vốn để giải quyết việc làm để nâng cao đời sống thu nhập cho bà con người dân tộc Khmer, thì qua triển khai thực hiện các cái chương trình dự án để hỗ trợ bà con phát triển đời sống của nhân dân đó, thì đa phần người dân tộc Khmer là được nâng cao đó, tinh thần tham gia xây dựng nông thôn mới thì góp công góp sức rồi xây dựng cảnh quan nhà cửa sáng xanh sạch đẹp. Gia đình ông Quỳnh Tài và bà Thạch Thị Lan ở ấp 17 xã Phong Tân, thị xã Gia Rai canh tác lúa 5 công và nuôi heo nái lấy giống để nuôi heo thịt. Nhờ lấy công làm lời nên gia đình ông nuôi con ăn học, nghề nghiệp ổn định. Giờ đây ông bà với mô hình chăn nuôi hộ gia đình cũng có lợi nhuận từ 30 đến 50 triệu đồng trong một năm. Hiện chính quyền địa phương đang củng cố hồ sơ để giúp gia đình ông bà vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội nhằm phát triển mô hình chăn nuôi của gia đình. Với điều kiện của một xã nông thôn mới, bà Lan có cảm nhận rất thật. Trong Phum Sóc làm ăn được hơn lúc trước, Phum Sóc nông thôn bây giờ chẳng khác gì thành thị đâu. Anh Lưu Minh Tìa cũng ngụ ấp 17 xã Phong Tân, thị xã Gia Rai, xây dựng được cơ ngơi bề thế bên đồng ruộng của mình từ mô hình trồng lúa và chăn nuôi. Khi xã bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới, gia đình anh được hội phụ nữ cho vay vốn 23 triệu đồng. Có đồng vốn, anh mướn thêm ruộng và mở rộng mô hình nuôi heo. Với 22 công ruộng và nuôi heo, bình quân anh xuất chuồng 3 đợt, một đợt khoảng 100 con heo thịt,
thì thu nhập của gia đình anh khá lý tưởng ở vùng nông thôn này. Nông thôn mới đó thì giờ có lộ làng vậy thì nhưng thì mình tiện rồi. Hồi trước thì mình thời gian thì nó hơi khó khăn hơn, bây giờ thì chỉ điện thoại lại có à, mua bán thì cũng dễ. Qua hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, Bạc Liêu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Diện mạo các vùng quê đều có sự đổi thay rõ nét. Người dân nói chung và đồng bào dân tộc Khmer nói riêng đều cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Từ đó, họ đồng lòng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng nông thôn phồn vinh, gia đình hạnh phúc. Tết Chon Tram Tho Mai năm nay, đồng bào Khmer dùng nông thôn mới càng vui tươi hơn khi con đường đến chùa thông thoáng, xanh sạch đẹp, cảnh làng quê nghèo mưa bùn nắng bụi đã dần lùi vào quá khứ.